chương trình radio Gửi Người Tôi Thương. Tình yêu của người đi trên con đường chân hạnh phúc. Tình yêu thông thường luôn đi kèm với đau khổ. Khổ vì yêu mà không được yêu lại. Khổ vì không yêu mà cứ bị yêu. Khổ vì yêu nhau mà không đến được với nhau. Khổ vì đến được với nhau rồi, một người thay lòng đổi dạ. Khổ vì đang yêu nhau mà phải xa cách người mình yêu. Rồi ngay cả khi đang yêu nhau, người ta hay khổ vì người này làm trái ý người kia. Khổ vì giận dỗi, ghen tuông, nối tiếc, vân vân. Đây là thực tế không chối bỏ được. Nên càng cố gắng có một tình yêu mà không kèm đau khổ, người ta sẽ càng dễ dàng thất vọng. Tình yêu của người đi trên con đường chân hạnh phúc cũng xuất phát từ một tình yêu bình thường. Họ cũng gặp những đau khổ, nhưng họ sử dụng đau khổ như một người thầy giúp biến đổi chính mình. Và dần dần sự biến đổi này sẽ làm họ cảm nhận được một tình yêu mới, tình yêu của hạnh phúc mà không đi kèm đau khổ. Người đi trên con đường chân hạnh phúc học cách yêu mà không bám chấp. Họ có thể gặp người mình yêu nhưng không làm mọi cách để người đó yêu lại mình. Họ cũng không cố làm ai đó đừng yêu họ. Họ có thể gặp một người đến đúng thời điểm và kết nối nhân duyên nhưng không cố chiếm giữ lấy người đó. Một tình yêu không bám chấp thì mới có thể đem tới hạnh phúc thực sự. Nếu còn bám chấp thì tình yêu đó chỉ là mặt kia của sợ hãi. Khi cố làm cho một ai đó yêu đi, yêu lại mình, đó là nỗi sợ mình sẽ không được yêu. Khi cố gắng chối bỏ người yêu mình mà mình không yêu, đó là nỗi sợ rằng nếu mình rơi vào trường hợp của người kia thì thật là kinh khủng. Khi cố gắng giữ lấy một người ở bên cạnh mình, đó là nỗi sợ mình mất đi cái mình đang có. Càng sợ hãi nhiều thì càng nhiều cố gắng. Hãy nhìn vào tình yêu của bạn và cẩn thận. Nếu bạn đang cố gắng trong mối quan hệ của mình, có thể đó không phải là tình yêu, mà là bạn đang rất sợ hãi một điều gì đó. Tình yêu khi không có bám chấp thì chỉ đơn giản là tình yêu đơn thuần và trong trẻo. Không kèm theo mong muốn sở hữu một ai đó, không kèm theo mong đợi một điều gì đó, không kèm theo sợ hãi bất cứ thứ gì sẽ xảy ra. Tình thương ư? Không lạnh nhạt như tình bạn, không ấm nóng như tình yêu, vừa đủ vị trầm, vị ấm, tư vị ngọt nhưng không quá sâu, nhạt nhưng không quá vô vị. Tình thương đẹp mà đau. Có cô gái nói với tôi, người đàn ông cô ấy thích nói rằng mình đừng làm bạn bè nhé, cũng đừng làm người yêu, chỉ làm người thương thôi nhé, có được không? Tình thương là loại tình bền chặt nhất, sâu sắc nhất, cũng đớn đau nhất. Không có tư cách ghen tuông, không có thân phận hờn giận, cũng chẳng đủ tư cách để rơi nước mắt vì nhau. Tình thương được ví von là một loại tình chỉ được phép cười, không được phép khóc. Một loại tình không tên, không danh phận, không rõ ràng. Một mối quan hệ như bước ra khỏi sương mù, hư hư thực thực. Có nhiều người chỉ muốn dừng lại ở ngưỡng cửa của tình thương, giống như đứng bên bờ biển, không lên bờ quá xa, không xuống biển quá sâu, đều có thể rút chân ra bất cứ lúc nào. Tình thương chỉ bên nhau như một tri kỷ, nhưng dù trong bất kể một loại tình nào, kể cả tình thương, đều có người khờ dại, biết khờ mà vẫn đâm đầu xuống biển vì thương. Mà ai biết đâu, thương nhau chỉ nên để đó, xuống quá thấp thì mất vui, lên quá cao thì mất tình, thôi thì ở ngưỡng cửa tình thương. Để khi cần nhau, mình vẫn ở đấy, không rời, không bỏ, không buông, cũng không nắm. An lạc, sưu tầm, gửi người tôi thương.
chương trình đến đây là kết thúc. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.